Ở những clip kỳ trước về chủ đề Comment Teacher, Roteca Media chúng mình đã giới thiệu cho các bạn về quá khứ, sự phát triển trong tính cách, tư tưởng và hành trình cảm hóa những đứa học trò bất trị trong ngôi trường Kaku của thầy giáo trẻ Araki Gota. Dù mang trên mình danh nghĩa Comment Teacher, những giáo viên đặc biệt được phép tùy ý sử dụng bạo lực để uốn nắn học sinh, thầy Araki Gota lại không sử dụng một chút nào quyền hạn ấy. Bằng trái tim nhiệt huyết, tình yêu thương bất diệt dành cho những học sinh mà mình đang giảng dạy, anh đã chạm đến trái tim và cứu rỗi những đứa trẻ đang lầm đường lạc lối, đem ánh sáng quay trở lại với ngôi trường Kaku nói riêng và nền giáo dục nói chung. Nhưng liệu mọi chuyện đã thật sự dừng lại ở đó? Không để các bạn chờ lâu nữa, qua phần hậu truyện Gekichoban Kamen Teacher hay Kamen Teacher The Movie, hãy cùng chúng mình tiếp tục theo dõi hành trình của thầy giáo Araki Gota nhé! Giờ học ngoại khóa, bắt đầu! Trước khi bước vào bài review, như thường lệ, hãy cùng chúng mình điểm qua một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim nhé! Gekichoban Kamen Teacher ra mắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2014. Phim có thời lượng dài hơn 90 phút, được chấp bút viết kịch bản bởi Junpen Yamaoka, đạo diễn bởi Kentaro Moriya. Phim lấy bối cảnh nửa năm sau những sự kiện diễn ra trong TV series. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu cốt truyện của phần phim này. Vào năm 2000XX, các giáo viên bị ngăn cấm sử dụng những hình phạt cũng như bạo hành thể xác trong việc giáo dục và đào tạo học sinh. Họ mất đi quyền lực vốn có của mình, học sinh trở nên quậy phá, mất kiểm soát, các trường học thì ngày càng trở nên hỗn loạn. Trước tình hình cấp bách đó, chính phủ đã quyết định áp dụng Kamen Teacher Program, một chương trình cải cách do Rui Ikura của Bộ Giáo dục đề xuất. Các giáo viên mũ sắt được phái đến các trường học sử dụng bạo lực để trấn áp học sinh, giáo dục chúng bằng nỗi sợ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến hành trình của thầy giáo Araki Gota ở trường Kaku, Ikura đã quyết định thay đổi chương trình Kamen Teacher, hạn chế những hình phạt thể xác, thúc đẩy giáo dục bằng trái tim để tạo nên sự dây liên kết giữa giáo viên và học trò để cảm hóa chúng bằng tình yêu thương. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Mido Nobuhiko đã lập tức bác bỏ những cải cách mới của Ikura. Ông ta cho rằng việc giáo dục bằng trái tim chỉ là lý tưởng mù quáng, hoàn toàn đi ngược lại với ý nghĩa của Kamen Teacher Program. Với ông, lý tưởng và thực tế là hai phạm trù rất khác nhau. Để giáo dục được học sinh, điều kiện tiên quyết là dùng sức mạnh để răn đe và dạy dỗ. Đám học trò tiểu yêu sẽ không chịu đi vào khuôn khổ nếu như những hình phạt về thể xác bị bác bỏ. Về Enatsu Chikage, nữ sinh lớp 2A của trường Kaku làm thêm tại câu lạc bộ đêm như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Mido càng không đặt niềm tin vào cách làm của Ikura. Ông ta quyết định sẽ tự tay chấn chỉnh lại trường Kaku, đưa ngôi trường thối nát vào khuôn khổ kỷ cương và phép tắc. Mido phải đến trường Kaku hai cựu giáo viên là Ramon Kohe và Anantoko, hai nhà giáo đã hoàn toàn mất niềm tin vào học sinh và nghỉ dạy. Trùng hợp thay, thầy Ramon chính là người thầy tận tâm năm xưa đã chuyển cho Araki ngọn lửa nhiệt huyết, niềm tin vào bản thân và là hình mẫu giáo viên lý tưởng mà anh luôn hướng đến. Tuy nhiên lúc này, hình ảnh người thầy tâm huyết năm xưa đã không còn. Giờ trong mắt Araki, ngọn lửa nhiệt huyết của người giáo viên từng chỉ bảo anh khi anh lầm đường lạc lối giờ đã vụt tắt. Thầy Ramon và cô Anan liên tục đưa ra những hình thức kỷ luật hà khắc, vô lý. Thậm chí họ còn thành lập cả tân hội học sinh để dễ bề mượn tay thực hiện tham vọng của mình. Đúng vào thời điểm này, một nhóm người đeo mặt nạ bí ẩn xuất hiện, tấn công những học sinh ương ngạnh, ngang bướng. Lại một lần nữa, ngôi trường Kaku rơi vào bóng tối, bạo lực cứ thế chồng chất, nối tiếp nhau. Dưới cương vị của một thầy giáo, một Kamen Teacher, thầy Araki sẽ phải làm gì để bảo vệ học sinh của mình? Thầy sẽ làm gì để định hướng lại cho những người giáo viên đã lầm đường lạc lối? Các bạn hãy tìm xem Gekichoban Kamen Teacher để biết thêm chi tiết nhé! Để nhận xét về cốt truyện của bộ phim, chúng mình đánh giá rằng phim có nội dung tương đối cơ bản, dễ nắm bắt. Không như phần tiền truyện Kamen Teacher Special, Gekichoban Kamen Teacher có một nội dung liền mạch từ đầu đến cuối, triển khai theo lối kể chuyện tuyến tính, giúp người xem dễ dàng hiểu và theo dõi phim. Cách triển khai cốt truyện tuy đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Nhiều chi tiết mâu thuẫn về các nhân vật, những nút thắt được cài cắm trong phim vô cùng hợp lý, thu hút sự tò mò của khán giả, làm tăng độ hấp dẫn cho phim. Xuyên suốt cả bộ phim, ta vẫn có thể nhận thấy được những bài học đạo lý, giáo dục con người được đưa vào vô cùng thích hợp, truyền tải những thông điệp nhân văn đến cho người xem một cách đơn giản mà lại vô cùng nhẹ nhàng và duyên dáng.
Bộ phim phản ánh hai quan điểm giáo dục của hai thế hệ nhà giáo. Một bên là quan điểm cũ, có phần hơi lạc hậu của thầy Ramon, còn một bên là quan điểm mới của thầy Araki. Phần này chúng mình sẽ đi sâu hơn ở phần phân tích nhân vật bên dưới nhé. Nhìn chung, Kikichoban Kamen Teacher là một bộ phim được xây dựng khá tốt, format kịch bản an toàn, không quá mới lạ, đủ đảm bảo cốt truyện chặt chẽ, dễ hiểu. So sánh với phần phim điện ảnh trước đó của Kamen Teacher là Kamen Teacher Special, có thể nói Kikichoban Kamen Teacher nhìn hơn hẳn về mặt nội dung. Tuy không phải là quá xuất sắc so với một phần phim điện ảnh, nhưng vẫn rất đáng khen. Giờ ta sẽ bước tới nhận xét một vài nhân vật tiêu biểu của tập phim này. Đầu tiên vẫn sẽ là nhân vật chính của chúng ta, thầy giáo trẻ Araki Kota. Phim lấy mốc thời gian nửa năm sau khi anh đã giải quyết gần như mọi vấn đề của trường Kaku, trở thành tia sáng cho ngôi trường và cả nền giáo dục. Tuy nhiên, thử thách của anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Như đã nói ở trên, khi Thứ trưởng Bộ Giáo dục Mido Nobuhiko muốn tự tay phụ trách trường Kaku, ông đã phái hai giáo viên về trường để thực hiện cải cách. Một trong hai người đó là Ramon Kohei, người thầy mẫu mực ngày xưa đã định hướng cho Araki. Chứng kiến cảnh những học trò yêu quý của mình bị gò bó, chèn ép một cách quá đáng bởi những luật lệ vô lý, những hành động bạo lực bởi chính người thầy mà mình từng rất ngưỡng mộ. Một nhà giáo như Araki không thể chỉ đứng nhìn, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ những học sinh thân yêu, thậm chí là phải ra tay với ân nhân của mình ngày trước. Vẫn bởi sự nhiệt huyết với nghề giáo và lòng yêu thương vô bờ bến dành cho những người học trò, thầy Araki đã cho người xem thấy và cảm nhận được hình ảnh một nhà giáo mẫu mực, tận tâm và yêu nghề. Anh luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ học sinh của mình dù bản thân có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa. Tuy giấu mình sau lớp mặt nạ tăm tối, nhưng trái tim của anh vẫn luôn rộng mở, soi sáng cho không chỉ các học sinh mà còn cho cả các giáo viên đang lầm đường lạc lối. Tiếp theo, bởi các học sinh và giáo viên khác của trường Kaku cũng không có phát triển gì quá nhiều trong phần phim điện ảnh này, nên chúng mình sẽ đi luôn vào tuyến nhân vật phản diện nhé. Nhân vật phản diện nổi bật nhất cả phim chính là thầy Ramon Kohei, người giáo viên cũ của Araki. Thời niên thiếu, khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Araki Kota cũng là một đứa trẻ trâu ương bướng chính hiệu. Cậu không tin tưởng bất kỳ ai, ngay kể cả chính mình. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến tương lai của bản thân, hoàn toàn mất phương hướng. Thầy Ramon lúc này là thầy giáo chủ nhiệm của Araki. Ông là một người thầy giáo nhiệt huyết, yêu nghề và cũng hết lòng yêu thương học sinh. Khi thấy Araki có những biểu hiện thái độ như vậy, thầy Ramon đã truyền dạy cho Araki một bài giáo huấn cảm động về niềm tin vào bản thân ngay sau khi tặng cậu một cú đấm nhiệt huyết mà cậu không thể nào quên. Araki lúc đó không tin tưởng vào bất kỳ ai, nhưng cậu lại cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng vào nắm đấm đầy tình yêu thương của người thầy giáo ấy. Sau đó, cậu quyết định sẽ trở thành giáo viên giống như thầy Ramon. Vậy tại sao một giáo viên tâm huyết như thầy Ramon lại trở nên lầm đường lạc lối? Trong quá trình định hướng và chỉ dẫn cho lũ trẻ, không phải đứa học sinh nào cũng dễ dàng tỉnh ngộ như Araki. Người giáo viên dù có tâm huyết đến đâu, nhiệt tình đến mấy mà gặp phải những học trò vô cảm, không chịu tiếp thu những sự dạy dỗ đó thì cũng coi như vô ích. Chúng không coi trọng tấm lòng của những người thầy, người cô hàng ngày đứng trên bục giảng, ngược lại coi đó là những điều nhảm nhí, sáo rỗng, lạc hậu. Chúng không hề biết rằng đó chính là những bài học cuộc đời quý giá, những kinh nghiệm được đúc kết từ những người đi trước. Chính vì những đứa học sinh như vậy đã làm thầy Ramon mất đi niềm tin vào bản thân cũng như niềm tin vào thế hệ học trò và nền giáo dục bấy giờ. Ông chịu biết bao nỗi ám ảnh và dằn vặt, cuối cùng để đi đến kết luận rằng không thể giáo dục lớp trẻ bằng tình yêu như trước được nữa, thay vào đó phải đưa chúng vào kỷ cương bằng sự trừng phạt kỷ luật. Nếu như biến cố Suhei làm cho Araki tỉnh ngộ, đi theo một con đường mới đầy ánh sáng hy vọng, thì biến cố xảy ra với thầy Ramon đã làm ông trạch hướng hoàn toàn, khiến bản thân ông chìm vào bóng tối. Ông bị những thù hận, những suy nghĩ tiêu cực làm mở mắt, từ đó sinh ra nỗi ám ảnh với hai chữ kỷ luật. Nhân vật Ramon Kohei đã được lột tả một cách chân thực hình mẫu của một người nhà giáo mẫu mực, tâm huyết với nghề, hết lòng tin tưởng và yêu thương học trò của mình. Tuy nhiên, khi niềm tin yêu đó bị chính học sinh của mình phản bội, với cương vị là một nhà giáo, chắc hẳn người thầy đó sẽ suy sụp. Lúc đó chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã tin tưởng, hai là bỏ cuộc. Và thầy Ramon đã chọn bước tiếp. Tuy nhiên, trong một trạng thái tâm lý bất ổn như vậy,
con người thường sẽ nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc, sai lầm, từ đó dẫn đến lầm đường, lạc lối. Bằng diễn xuất tuyệt vời của diễn viên kỳ cựu Kenichi Endo, khán giả có thể dễ dàng cảm nhận và đồng cảm cho những nhà giáo tâm huyết vẫn hàng ngày đứng trên bục giảng, truyền đạt hết những kiến thức, những kinh nghiệm, những bài học cuộc sống cho lớp trẻ ngồi phía dưới. Một nhà giáo mà chúng mình muốn nhắc đến tiếp theo là cô Anan Toko, thủ vai bởi nữ diễn viên xinh đẹp Mikie Hara. Sống như thầy Ramon, cô Toko cũng từng là một nhà giáo tâm huyết với tình yêu thương vô bờ bến dành cho học trò. Tuy nhiên, học sinh của cô đã gài bẫy đẩy cô vào bước đường cùng. Từ đó, cô cũng mất đi niềm tin vào học sinh. Và cuối cùng trong tuyến phản diện chính là thầy Kuon, giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 2C. Thầy Kuon cũng từng là một nhà giáo nhiệt tình, yêu nghề. Tuy nhiên, sau khi bị lũ tiểu yêu của lớp 2C bắt nạt, chèn ép, anh đã phát điên. Thậm chí anh còn phải tạm dừng việc giảng dạy. Trở lại giảng đường, khi những sang chấn tâm lý của anh vẫn còn đó, khiến anh không thể giữ bình tĩnh mỗi khi học sinh của mình tỏ thái độ không vâng lời. Đây cũng là lý do mà anh đã ngay lập tức ủng hộ lý tưởng của thầy Ramon, trong khi các giáo viên khác trong trường bày tỏ thái độ bất bình. Cả ba vị nhà giáo đều là những người hết mực tin yêu học sinh của mình, muốn truyền dạy cho chúng những điều tốt đẹp nhất. Song, lòng tin tưởng của họ lại bị chính những học sinh thân yêu phản bội. Những biến cố nơi giảng đường đã giáng một đòn thật mạnh vào tinh thần của họ, khiến họ trở nên lạc lối, mất niềm tin vào thế hệ trẻ, cũng như chính con đường mà họ đã chọn. Cả ba nhà giáo đều đã tiếp tục con đường giảng dạy sau khi gục ngã, nhưng theo một lý tưởng mới, không cần tình yêu, chỉ cần kỷ luật. Nếu nhìn theo một góc nhìn đa chiều, việc họ chọn con đường mới này cũng không khó hiểu. Sau khi niềm tin của họ đã vụn vỡ, tình cảm thầy trò cao quý đã bị chà đạp. Đến đây, thế hệ học sinh, những bậc phụ huynh cũng như chúng ta, những người ngồi sau màn ảnh nên tự nhìn nhận lại bản thân, xem mình đã thật sự trân trọng, biết ơn công ơn giảng dạy, giáo dục của những người thầy, người cô cho thế hệ trẻ hay chưa. Nếu như Carmen Teacher Special phê phán sự tha hóa, biến chất của những người trưởng thành làm cho thế hệ trẻ bị tổn thương, thiệt thòi, thì Kekichoban Carmen Teacher khai thác câu chuyện ở giảng đường theo lăng kính đối nghịch, lấy sự thờ ơ, vô tâm, lãnh cảm của đám trẻ để giải thích cho những chuyển biến trong tư tưởng và cách hành xử của người lớn, cụ thể ở đây là những người nhà giáo. Nhìn chung, tuyến phản diện được thể hiện khá tốt, rất có chiều sâu, là một đối trọng phù hợp cho Carmen Teacher. Vừa là một thử thách để Araki củng cố tình yêu dành cho nghề giáo, tình yêu dành cho những học sinh của mình, vừa là bàn đạp để anh tiếp tục phát triển bản thân, vững vàng trên con đường mình đã chọn. Với sự diễn xuất cũng như vai trò tròn trịa của các nhân vật, mình thấy không có gì đáng để chê trách ở dàn diễn viên của phim cả. Điều đáng tiếc duy nhất mà chúng mình muốn điểm tới có lẽ chỉ là sự lu mờ, ít đất diễn, sự suy giảm trong phong độ chiến đấu của Takehara Kinzo và Kusanagi Keigo mà thôi. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét về phần hành động, một điểm mạnh không thể không được nhắc đến trong phần phim này. Nếu như so sánh mảng hành động với phần phim điện ảnh trước đó là Carmen Teacher Special, thì thật sự mà nói đây phải là một trời một vực. Không chỉ được chỉ đạo võ thuật vô cùng tốt, phim còn phối hợp được nhiều hiệu ứng làm zoom khung hình, smear, slow motion và chuyển góc quay liên tục. Các pha ra đòn nhanh, mạnh, dồn dập, phối hợp nhịp nhàng khiến cho các cảnh chiến đấu vô cùng kịch tính, mãn nhãn và đẹp mắt. Và trước khi khép lại bài review, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc. Phần background music của phim cũng không có gì quá mới lạ nhưng tương trợ khá tốt cho các cảnh phim, tạo được sự áp lực cần thiết ở các đoạn căng thẳng, sự sâu lắng ở các cảnh cảm động, triết lý. Tiêu điểm vẫn là bài Love Sick của Kiss My Future vang lên ở các đoạn cao trào, góp phần lớn trong việc nâng cao cảm xúc cho người xem. Tựu chung lại, Kekichoban Carmen Teacher là một phần phim điện ảnh ở mức hài hòa, không quá xuất sắc nhưng cũng rất trọn vẹn và đáng xem. Cũng như TV series và phần phim điện ảnh trước đó là Carmen Teacher Special, Kekichoban Carmen Teacher là một bộ phim giàu tính nhân văn, truyền đạt nhiều bài học đạo lý ý nghĩa đến cho người xem một cách duyên dáng mà không hề sáo rỗng. Và đồng thời đã hoàn thành câu chuyện, hành trình trưởng thành và chín chắn trong tư tưởng, lập trường chiến đấu của thầy giáo Araki Kota. Qua đây, chúng ta lại càng cảm thấy trân trọng hơn những con người đang ngày đêm đứng trên bục giảng, định hướng, giáo dục cho những mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, nếu bạn là fan của dòng phim Carmen Teacher nói riêng và Tokusatsu nói chung,
Hãy đừng chần chừ mà tìm xem Keki cho ban Comment Teacher hàng ngày nhé. Nếu như bạn có cảm nghĩ gì về bộ phim này, cũng như về những sản phẩm của nhóm, thì nhớ để lại bình luận ở phần bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Giờ học ngoại khóa kết thúc tại đây. ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!